Xin chào tất cả cô chú anh chị các bạn đã quay trở lại với kênh của Lâm nha. Thì hôm nay Lâm xin chia sẻ những cái loại phân, những cái loại phân một cặp đôi hoàn hảo giúp cho cây lan nhà anh chị của mình ra mầm, ra kỳ và kể cả thậm chí là ra những cái giò hoa như trên cây hồ điệp như anh chị thấy nè. Đó. Thì đó là loại phân gì? Dạ đây. Đây là hai cái loại phân Lâm muốn nói tới. Đây, cái cặp này là cái chai Nano Mega Plus của Thái nè anh chị. Chai này có tác dụng là kích kỳ, kích mầm, kích thích cây của mình ra mầm ra kỳ rất là tốt nha. Cái chai này thì Lâm sử dụng rất là nhiều, rất là lâu rồi, sử dụng từ lúc mà Lâm mới trồng lan lần. Còn đây là cái chai kích rễ, cái công dụng của nó là kích giúp cây mình ra rễ nè, xanh lá và dày lá. Thì nó là có lân nữa, nhưng mà lân dễ tiêu, nó sẽ giúp kích thích cây mình phân hóa mầm hoa, phân hóa ra rễ. Và nếu mà kiểu như là nó phân chia tế bào giúp cây của mình, nó hỗ trợ cây của mình ra mầm ra kỳ tốt hơn. Với lại khi mà rễ cây khỏe, rễ khỏe thì cây của mình nó sẽ ra mầm ra kỳ rất là tốt. Đây để Lâm lấy vài cây cho anh chị xem nha. Đây thôi để lấy cây này trước đi. Đây trước tiên là một cái cây này là cây chớp đồng tiền nha. Cây này là do Lâm đã khai thác hết rồi, khai thác những cái mắt gốc phía dưới này hết nè, mắt gốc phía dưới này hết, cho nên là nó mới xì lên những cái kia trên thân như thế này đây, và kể cả một cái kia trên cái giò hoa đó. Anh chị thấy ha, đây là cái giò hoa nè. Và bây giờ nó xì khi trên này, khi mà mình có phân bón hỗ trợ, mặc dù mình biết là khi mà mình cắt hết những cái mầm gốc thì cây nó sẽ tự động nó ra kỳ, cái đó là cái quy luật sinh tồn của nó, nhưng mà mình phải hỗ trợ thêm phân bón để giúp cây của mình ra những cái mầm, cái kỳ nó sẽ tốt hơn ha, tốt hơn đó. Đây, và đây là cây vàng đỏ xưa mà hôm trước Lâm cũng có quay video cho anh chị xem. Cây này thì hiện tại đã cắt được 11 nhát rồi nha. Bây giờ đây cây thứ 12 và cây thứ 13 đó. Thứ 12 và thứ 13 nha anh chị. Đây là cây vàng đỏ xưa nha. Thì đối với hai cây này là do đã cắt hết mầm gốc thì tự động nó nhảy kỳ đó. Và đây một cái cây nữa, cây này thì chưa có cắt mầm gốc nha. Cây này là cây pinh ớt, hôm trước Lâm quay phim đó, là giò hoa nó ba mấy bông đó. Đây nè, nó lên mầm dưới này và nó lên một cái kỳ trên thân này rất là đẹp, rất là to, rất là khỏe nha. Đó đó, thì nói chung là còn rất là nhiều cây ở vườn của mình, nhưng mà Lâm muốn lấy một vài cây như vậy để làm thí dụ cho như cho anh chị xem. Với lại một cái điều nữa là giống như nếu mà những cây dendro mình chúng ta bấm thân thì nó là sẽ nhảy kỳ, chắc chắn là nó sẽ nhảy kỳ, nhưng mà khi mà mình hỗ trợ thêm phân bón thì cây mầm nó sẽ ra tốt, nó sẽ ra khỏe hơn bình thường nha, khỏe hơn bình thường rất là nhiều, tại vì mình có hỗ trợ mà. Nói chung là cái gì cũng vậy, khi mà có hỗ trợ thì nó sẽ tốt hơn là không có được hỗ trợ gì hết. Nó như anh chị thấy đi, cây hồ điệp này đi, đây lá rất là to khỏe nè, nó cây nè rễ to khỏe. Thì tại sao lại là kết hợp kích rễ này? Thứ nhất là vừa kích rễ vừa dưỡng rễ sẽ giúp cái bộ rễ cây của mình nó khỏe. Khi mà bộ rễ cây của mình nó khỏe, ăn được nhiều dinh dưỡng thì nó sẽ giúp cây mình nuôi những cái mầm, những cái cây và những cái hoa như thế này nó sẽ tốt hơn. Anh chị thấy nha, cái giò hoa của cái cây hồ điệp nè, để xa xa. Giò hoa này hôm trước là nó ra mười mấy bông lận, nhưng mà do mấy con chim nó cắn, nó làm gãy rồi. Đó, đây nó gãy nè, nó quay cho anh chị xem. Đó, bẻ xuống nha. Đó, nó làm gãy. Thì bây giờ nó ra thêm những 1 2 3 4 5 cái nụ hoa mới. Đó, năm cái Lâm tưởng là nó ra kỳ, nhưng mà không phải, nó ra hoa, tại vì do cái cây hồ điệp này Lâm để ngoài vườn như vậy nè, nắng trực tiếp luôn, nắng là không phải trực tiếp, nắng qua lớp lưới, nhưng mà nắng rất là nhiều, nắng coi như là nắng mưa, để nắng mưa trực tiếp chứ không có che đậy gì nhiều hết, nên là cây nó rất là khỏe, lá rất là cứng, rất là to, rất là dày. Đó, lá rất là to, rất là dày luôn. Đó, Lâm vẫn tưới phân, tưới nước bình thường. Đó, anh chị nào mà cần cái những hai cái cặp phân này thì có thể nhấp vào link trong cái phần mô tả video nha. Đó, có thì hai chai này mình có thể kết hợp thêm cái thằng rong biển nữa cũng được, để mình dưỡng cây luôn, kiểu như là mình phun đều hàng tuần cho nó. Nói thì nói hàng tuần, tại vì vườn của Lâm ở đây thì rất là nhiều loại phân bón, nên là Lâm luôn phiên rất là nhiều, thì có thể là một tháng Lâm chỉ phun hai cái này được hai lần thôi, chứ không có được phải là tuần nào cũng phun hết. Đó, Lâm luôn phiên với nhiều loại phân khác nhau. Đó, nhưng mà khi mà mình có hỗ trợ, có bổ sung thêm thì cây sẽ ra mầm ra kỳ tốt hơn nha anh chị. Cảm ơn anh chị đã xem video nha. Nếu anh chị cần thì anh chị cứ nhấp vào giỏ hàng nha.